Clip con gái Vũ Linh bị gia đình cô lập chuyện xây mộ, thái độ của cháu gái Hồng Phượng gây phẫn nộ. Trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có thái độ không tốt đối với Hồng Loan, con gái ruột của ông. Những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng bức xúc. Cụ thể, các thành viên gồm em ruột là nghệ sĩ Hồng Nhung, cháu ruột là nghệ sĩ Hồng Phượng, bạn thân là Cheryl Thành, trợ lý Kim Nga, một người con nuôi khác tên Su, bàn việc xây mộ cho ông Hoàng Cả Lương Hậu Quảng cùng phía quản lý nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Tất cả bàn luận sôi nổi nhưng không ai đoái hoài đến sự có mặt của con gái ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau nghe câu chuyện, cô không được phép lên tiếng hay góp ý vào vấn đề này. Không những thế, trong suốt quá trình bàn bạc, Hồng Phượng còn cố tình bơ đẹp Hồng Loan. Cụ thể về hình ảnh đặt ở mộ nam nghệ sĩ, cháu ruột ông Hoàng Hồ Quảng cũng chỉ hỏi ý kiến trợ lý Kim Nga, chứ không hề đá động hay hỏi qua ý kiến Hồng Loan. Trước thái độ kênh kiệu bơ đẹp con gái Vũ Linh của Hồng Phượng, cư dân mạng không khỏi bức xúc. Hàng loạt ý kiến chỉ trích mẹ con bà xấu đang lộng quyền ngáo quyền lực và không coi ai sai gì. Phần đông công chúng đều đứng về phía Hồng Loan, ai nấy cũng lên tiếng bên vực và bảo vệ con gái Vũ Linh. Họ cho rằng đến một người làm thuê như Kim Nga còn được hỏi ý kiến, nhưng một người con như Hồng Loan lại bị phớt lờ thì thật sự rất quá đáng. Dân tình càng xót xa càng ném đá dữ dội những người thân khác của Vũ Linh. Coi mà tức quá trời, hai mẹ con Hồng Phượng thà hỏi chuyện Kim Nga chứ không nói gì với Hồng Loan, thấy thương Loan quá đi, ác giả ác báo rồi sẽ bị quả báo thôi. Mẹ con Hồng Phượng càng làm vậy, công chúng càng thương Hồng Loan nhiều hơn. Từ giờ sẽ không nghe nhạc hay đi xem Hồng Phượng biểu diễn nữa. Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt, đạo đức làm người cũng bị mất đi. Thương Hồng Loan phải mạnh mẽ lên em nhé, cố gắng vượt qua giông bão và xử trí những kẻ xấu xa. Hồng Phượng thật sự rất quá đáng, nghĩ sao con người ta đang ngồi rành rành đó mà không hỏi ý kiến. Rồi sẽ trả báo thôi, chúng tôi sẽ đợi kẻ xấu đền tội. Cư dân mạng bức xúc hình ảnh trên. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip tranh luận giữa em gái Vũ Linh Hồng Nhung và Hồng Loan về chuyện ghi tên ai lập mộ cho ông Hoàng Cải Lương. Theo đó, phía con gái Vũ Linh đã đề nghị mình để gia đình và con cháu đồng lập mộ chứ không sau này ai biết ai lập. Tuy nhiên, Hồng Nhung đã bác bỏ và cho rằng ba con sống trong ân tình khán giả nên để tri ân khán giả. Lúc này, Hồng Loan khá bất ngờ hỏi khán giả gì cô. Hồng Nhung đáp, mỗi người một chút quyên góp, họ thương mến ba con nên họ xin có chút tấm lòng dù là 20.000 cũng quý, giống như mộ cô Thanh Kim Huệ vậy đó, con thấy không? Con thấy có biết bao nhiêu người thương ba con không? Sau đó, Hồng Loan chỉ cười trừ và không tranh cãi thêm bất kỳ điều gì. Dù có một giọng đàn ông khuyên Hồng Nhung là Hồng Loan muốn thế nào thì ghi thế đó, nhưng Hồng Nhung vẫn một mực không chịu. Đoạn clip này ngay sau đó nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận, bởi Hồng Loan chưa từng nhận một đồng tiền quyên góp xây mộ nào và muốn tự làm hết cho ba mình mà không cần nhờ khán giả. Nhưng mẹ con Hồng Phượng lại không đồng ý. Cách đây ít ngày, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa bị soạn giả thân thiết của ba mình đòi tiền quyên góp. Nữ soạn giả cho biết, cô đợi hoàn thành 100 ngày cúng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cô sẽ liên hệ gặp Hồng Loan để đòi lại số tiền 5.000 đô la Mỹ mà khán giả ở hải ngoại quyên góp làm mộ cho Vũ Linh. Tuy nhiên, cư dân mạng đã phản ứng dữ dội vì màn đòi tiền này của soạn giả Văn Tiên, vì họ cho rằng Hồng Loan không phải người đứng ra kêu gọi quyên góp và không hề nhận tiền, thì trách nhiệm hoàn lại tiền không thể thuộc về cô. Đa số ý kiến cho rằng người nào trong gia đình cố nghệ sĩ đứng ra nhận tiền quyên góp thì nên đứng ra nói chuyện rõ ràng.